Xin chào tất cả các bạn nha. Video này giới thiệu các bạn tham gia một chương trình Aerobe nhận 40 top cần có KLM FI từ sáng Mixi Swap mà bạn. Để tham gia giám nam link mô tả dưới video, mở Telegram và bấm nút start. Sau khi bấm start xong bấm join Aerobe nha bạn. Một top cần MFI với giá bán quy sale là 0.5 USDT nha bạn. Sau khi các bạn bấm join Aerobe thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh nhóm chat và follow kênh seller nha bạn. Rồi các bạn nhấp vào, các bạn follow kênh seller nè. Tiếp cần list sàn bán cái key swap nha bạn. Tiếp tục các bạn join kênh seller nè. Rồi các bạn join sàn nhóm chat nha bạn. Rồi bạn bắt đáp vào. Tiếp tục thì các bạn follow tờ Twitter nha bạn. Và retweet nha bạn. Nhấp vào fan nè. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn. Bài dự án đó đâu ta? 49 phút trước. Bạn chỉ việc like nè các bạn. Chích dẫn cho bài viết dự án nè các bạn. Chích dẫn từ viết username dự án nè các bạn. A cộng. Miti. A cộng Miti Swap đó bạn. Ba các bạn. A cộng Miti Swap. Chích dẫn như username đó là các bạn tự quyết lên các bạn. Sau khi các bạn tự quyết xong thì các bạn mới đập lên nè. Các bạn mở bot ra nè. Các bạn bấm vào nút submit tên nè. Các bạn bấm done. Tiếp tục thì các bạn gửi đường link tại Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter mình ra nè. Trên tờ Twitter thì các bạn nhấp vào ba bên bên cùng nè, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn bấm vào ba bên trên cùng nè, bạn chia sẻ nè. Rồi tất cả các bạn sao chép vào khai nhớ tạm nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lại. Các bạn dán vào đây. Phá hoa các bạn chạy xíu nha các bạn. Rồi sau khi các bạn dán từng link từ Twitter mình xong các bạn cũng gỡ nữa. Tiếp tục thì các bạn gỡ địa chỉ với BNB Smart Chain nha các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ chocolate của mình ra nè. Các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain này các bạn. Giá BNB khá là lương cao luôn. Rồi bạn sao chép luôn. Rồi bạn mới đáp lời. Các bạn gửi cho bot này mà. Tiếp tục hỏi có son dạo kênh Aerobe Misa không thì các bạn bấm đáp lời, các bạn follow, các bạn bấm don, các bạn bấm set, các bạn sẽ tiếp tục cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok, bạn gì lấy gì việc tương ghép mà chia sẻ cho bạn bè những cái thằng đó cái chiến thuật cần các bạn. Vậy mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình và chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.